Trường này chúng ta hãy cầm chén rượu cùng nâng ly để hô cao khẩu hiệu 1 2 3 rồi thể hiện sự đoàn kết tình cảm khu dân cư thôn nhà nào chuẩn bị nào Ô thế mà mình cũng vô à? Vâng, chào các cụ nha. Ồ, thế mà mày không rô à? À, rô chê nãy rồi. Ừ. Giờ có rô nữa. Rô đi. Nào. Nào. Rồi. Uống đây. Uống. Ôi giời. Vui quá. Mâm thanh niên nặng thế. Ba này bảy ba ạ. Ừ. Làm bằng làm hàng làm cốc đi. Ba khai có đồng không? Được. Rồi, một bát nước canh nhá. Thôi, mâm này ăn đi, rô đi thế nào? Ôi giời. Nào. Nào, rồi, chúc mừng. Ôi, xinh quá nhỉ. Nào, trưởng thôn vô đi. Rồi. Được quay.